Sáng ngày 2 tháng 11, tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, ông Nguyễn Đức Thanh, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Lưu Xuân Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh và tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phước Mỹ. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Đức Thanh, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố thông báo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, cử tri phường Phước Mỹ cơ bản nhất trí, đồng thời kiến nghị đến hai tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố một số vấn đề như lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống bệnh COVID-19 và một số bệnh trong mùa mưa trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng trong tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cấp một số tuyến đường như đường Lương Thế Vinh, tiến độ thi công còn chậm. Khi mùa mưa thì nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân nơi đây. Công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung cần tập trung triển khai kịp thời nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 9 và lũ lụt sớm ổn định cuộc sống, tăng cường công tác hậu phương quân đội đối với các gia đình có con em trong quân ngũ. Sau khi nghe cử tri phường Phước Mỹ kiến nghị, đại diện lãnh đạo phường Phước Mỹ và đại diện hai tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, ông Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, giải trình một số vấn đề liên quan đến ý kiến của cử tri, đồng thời tiếp thu ghi nhận một số ý kiến còn lại, tiếp tục làm việc với các ngành chức năng của tỉnh và thành phố có liên quan sớm trả lời cho bà con cử tri.